Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ. Chương trình của chúng tôi từ khi ra đời thì đã giới thiệu rất nhiều những gương mặt nghệ sĩ gắn bó với nhiều thể loại âm nhạc dân tộc khác nhau, như là quan họ, như là chèo tuồng hay cải lương. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một nghệ sĩ mang đến một màu sắc rất khác của âm nhạc dân tộc, đó là ca trù. Và trước khi vào phần trò chuyện thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phần biểu diễn của người nghệ sĩ mà tôi vừa nói tới ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị Huệ ạ. Khi mà tôi mời chị thì tôi rất là băn khoăn là trong rất là nhiều cái loại hình nghệ thuật như là chèo, tuồng, cải lương hay là những cái loại hình nghệ thuật khác ấy, thì chị lại không chọn mà chị lại đi chọn ca trù. Có thể nói là một cái bộ môn nghệ thuật thứ nhất là lâu đời và thứ hai rất là khó để có thể theo được, và thậm chí là với cái tình hình mai một hiện nay thì đó là một cái lựa chọn thật ra là rất là thử thách đấy ạ. Vì sao chị lại chọn ca trù hay là ca trù chọn chị ạ? Có thể nói là tôi chọn ca trù bởi vì trong cả một cái quá trình nghiên cứu về các cái loại hình âm nhạc truyền thống, ở cái giai đoạn đấy là khi mà tôi là một sinh viên thì cũng đã biết được một cái điều là những cái giá trị âm nhạc truyền thống đang bị mai một và muốn tìm đến một cái loại hình nào đó để mình có thể học hỏi và đi sâu, thì trải qua rất là một cái con đường cũng khá là dài và cũng tìm hiểu tất cả các loại hình. Và ca trù đọng lại ở trong tôi, thứ nhất là ca trù là một cái bộ môn rất là khó và nó phục vụ cho một cái giới thượng lưu, và đặc biệt hơn nữa là nó đang ở một cái giai đoạn có nguy cơ bị thất truyền rất cao. Những cái người mà theo học ca trù vào giai đoạn đó đều không phải là những cái người mà chuyên về ngành âm nhạc, mà họ là những người xuất phát từ cái tình yêu đối với âm nhạc truyền thống mà họ theo. Đấy là cái lý do mà tôi đã quyết định dành rất nhiều thời gian để theo đuổi cái môn nghệ thuật này. Và một trong những cái hành động gọi là có thể nói là mạnh tay đầu tiên của chị để có thể giữ gìn bộ môn nghệ thuật này, đó là năm 2006, nếu tôi nhớ không nhầm, là chị có thành lập ra một cái câu lạc bộ để duy trì nó. Thì những cái ngày thành lập câu lạc bộ đấy, chị để mà có thể nói là gom được những cái người yêu ca trù như chị, hồi đấy có khó khăn không chị? Giai đoạn đầu thì tất nhiên là rất khó khăn, bởi vì lúc đầu thì thuyết phục người đầu tiên chính là cô con gái mới 5 tuổi. Mình thì tìm đến ca trù từ những năm 2000, và đến 2005 thì mới tức là gặp nghệ nhân từ 2002, thì cũng cứ phải đằng đẵng đi theo và để xin được học nghề. Và cuối cùng đến 2005 thì cô con gái được 5 tuổi thì mới hỏi cụ Nguyễn Thị Trúc là cụ có thể truyền cho con gái con được không? Lúc đó là cụ đồng ý. Đấy là những cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà bắt đầu được tiếp nhận truyền nghề. Vì môn này chúng ta cũng biết là họ chỉ truyền cho những người trong gia đình, trong gia tộc, và họ cũng, nếu là người không trong gia tộc thì họ cũng lựa chọn rất là kỹ những cái người mà có thể đi một cái chặng đường dài để có thể đứng ra, có thể gìn giữ cả một cái bộ môn truyền thống đó. Đấy, và sau đó đến 2006 thì gặp các cái bạn sinh viên đến xem hai cụ biểu diễn cùng với cô con gái và bản thân mình lúc đấy, thì các bạn ấy cũng cảm thấy tại sao một cái em bé nhỏ như thế có thể vừa gõ vừa hát một cái môn rất là khó. Và họ cũng đang là những cái sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và họ có một cái nguyện vọng muốn tham gia. Đó là những cái thành viên đầu tiên. Đấy, sau đó thì chúng tôi lại cùng nhau biểu diễn miễn phí cho các cái bạn trẻ của các cái trường đại học. Đó, thì các cái sinh viên đó họ đến và họ cũng, đấy cũng là một cái sân chơi vào cuối tuần để cho họ bắt đầu biết đến những cái môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Đấy, nhưng mà bạn cũng biết là không dễ đúng không ạ? Nó vẫn là một cái trở ngại, một cái khó khăn mà chúng ta vẫn đang tiếp tục vượt qua nó. Và, chị vừa nói chuyện về em bé nhà chị là 5 tuổi đã theo chị đến có thể là những cái chiếu trầu rất là đặc biệt, bởi vì thực ra để mà một em bé cảm thụ được âm nhạc và yêu nó thì cũng không phải là dễ dàng gì. Vậy thì đến bây giờ em bé đã khá là lớn rồi thì vẫn theo mẹ đi biểu diễn hay là những cái hình thức nghệ thuật hấp dẫn khác là đã cuốn hút cô ấy rồi? Cô ấy cũng trải qua rất là nhiều giai đoạn khác nhau. Năm 13 tuổi thì cô ấy bắt đầu nghe nhạc nước ngoài, những cái bản nhạc pop mà cô bé thích, nhưng mà tuyệt nhiên là mẹ không hề biết gì về điều đó cả. Và một ngày đẹp trời thì cô bảo mẹ ơi con muốn chuyển sang khoa thanh nhạc, lúc đó là đang học đàn tỳ bà cùng với mẹ ở bên khoa âm nhạc truyền thống. Và cũng mẹ cũng trò chuyện một giai đoạn nhưng thấy con gái thì vẫn kiên quyết là có cái lựa chọn riêng và mình cũng tôn trọng cái lựa chọn đó để cho em bé chuyển sang học thanh nhạc. Và bây giờ thì bạn ấy đang học đại học năm thứ ba khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên thấy thì bạn ấy vẫn tiếp tục biểu diễn ca trù vì bạn ấy hiểu được rằng đây là một cái gửi gắm từ các nghệ nhân. Bởi vì khi mà học nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc thì cụ luôn luôn nhắc nhở Phương là đây là một cái môn rất là quý, con cố gắng giữ nhé. Trước khi mà cụ mất thì cụ cũng gửi gắm Phương rất nhiều, và đó có thể là một cái sợi dây kết nối của bạn ấy
với âm nhạc truyền thống. Và mình nghĩ là âm nhạc truyền thống không phải chỉ đơn thuần là âm nhạc như chúng ta nghĩ là câu hát cất lên, mà ở trong đó còn truyền tải rất rất nhiều các cái thông điệp. Ví dụ như là những cái bài thơ ở trong đấy, những cái nhà thơ nổi tiếng hay những cái tác phẩm mà được lưu lại cho đến ngày hôm nay thì đều chỉ ra những cái nhân sinh quan hay những cái chuẩn mực đạo đức mà người xưa đã đúc kết, hay là cái sự yên bình, cái sự tĩnh tại trong tâm hồn khi họ cất lên tiếng hát, tiếng đàn, và những cái khoảng khắc mà họ mang đến những cái sự tĩnh tại đấy cho khán giả. Ở trong đấy có rất là nhiều những cái giá trị mà tiền bạc hay tất cả những cái loại hình âm nhạc mới bây giờ không mang lại được, không có được. Thì đấy là cái phần mà nó giúp cho bạn ấy, mặc dù là cũng là một cái bạn trẻ trong cái xã hội ngày nay, có rất nhiều thứ khác hấp dẫn. Và ở trong đó thì cũng có nhiều những cái giá trị tốt, cái giá trị không tốt. Nhưng mà dù sao thì nó cũng có ở một cái được cắm rễ sâu ở bên trong tâm những cái sự cân bằng nhất định nào đó. Mùa giáp ngư
chị nói về ca trù với những cái ý nghĩa có thể là nội hàm rất là sâu sắc như thế thì bản thân tôi cũng rất là muốn tìm hiểu cũng như là có những cái sự yêu mến nhất định với bộ môn này. Nhưng có lẽ chính bởi vì cái sự những cái tầng lớp ý nghĩa khá là sâu và cũng khó để có thể cảm nhận được ngay từ những lần nghe đầu tiên như thế, nên là ca trù nó cũng có phần nào đó gây khó đối với những người mới tiếp xúc lần đầu với bộ môn nghệ thuật này, có phải không chị? Thực ra với cảm nhận của mình thì nó không có một cái trở ngại nào cả, ngoài cái quan niệm. Nếu như bạn quan niệm rằng ở những ca từ này không hiểu, khó hiểu thì nó chính là một ngăn cản, cản trở bạn. Hay là bạn quan niệm rằng đây là cái môn cổ, tức là nó không hợp với thời đại. Đấy là cái quan niệm. Tất cả những quan niệm đấy nó cản bạn. Tại sao với những người nước ngoài họ không có cái cản trở đó, mặc dù họ không hiểu ngôn ngữ Việt Nam nhưng họ lại cảm thụ và họ để lại những cái lời cảm nhận rất là cảm động. Đấy chính là những cái giống như là những cái nguồn năng lượng để giúp cho các cái bạn trẻ cũng như là bản thân mình là có được một cái niềm tin, là biết rằng là mình đang làm những cái công việc mặc dù là nó không có nhiều tiền như là các cái môn nghệ thuật khác hay là những cái chương trình nhạc trẻ bây giờ, nhưng mà nó có mang lại một cái giá trị nào đó nhất định và nó cần được duy trì. Một trong những cái xu hướng không thể tránh khỏi đó là việc làm sao để bộ môn nghệ thuật dân tộc và đặc biệt là ca trù như chị đang bảo tồn theo cách của mình tiếp cận gần hơn với nhiều người và đặc biệt là giới trẻ. Thì tôi biết là chị cũng đã làm rất là nhiều những gọi là phương thức khác nhau, làm những chiêu trò khác nhau để có thể hút khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ đến với bộ môn này. Trong đó có việc là chị có thể có vừa hát xong rồi vừa múa rồi một số các cái hình thức khác để cộng hưởng, đúng không ạ? Thì chị không biết là mình có gặp nhiều khó khăn lắm không khi mà mình kết hợp những cái bộ môn nghệ thuật khác hoặc là những hình thức nghệ thuật khác vào để cho cái ca trù của mình nó có cái màu sắc và sự hấp dẫn, đồng thời là nó có cái sự tiệm cận với những hình thức khác mới mẻ hơn, dễ tiếp cận hơn. Rõ ràng là khi mà bạn muốn sáng tạo một cái tác phẩm nghệ thuật mang tính âm hưởng của truyền thống đậm sắc dân tộc và nó lại phù hợp với người hiện đại và nó cũng hấp dẫn được họ, là cả một cái sự nghiên cứu tìm tòi. Và khi mà mình kết hợp với múa rồi đàn nữa thì là một cái lượng người để mà tham dự một cái tiết mục đấy là lớn hơn nếu như mà so sánh với một tiết mục đơn giản của ca trù truyền thống chỉ có 3 người, đúng không? Một người đàn, một người hát và một người cầm trầu. Vậy thì muốn làm được một tác phẩm như vậy thì cái khó khăn đầu tiên là bản thân mình cũng phải vượt được qua những cái trở ngại về tâm lý đó. Và mình nghĩ rằng nếu như mà mình có thể tin tưởng bằng cái tác phẩm đấy sẽ có thể mang lại những cái lợi ích tốt cho khán giả cũng như là những cái người tham gia của cái tác phẩm đó, thì đấy chính là cái điều mà vì sao mình đã thực hiện được nó mà cũng không phải gặp quá nhiều khó khăn. Và chị thấy cái phản ứng của những khán giả được thưởng thức những cái loại hình mà có thể nói là mình đã có những cái bước biến tấu hơn rất là nhiều để cho phù hợp với nhịp sống hiện đại. Chị có thể nói một chút về những cái phản ứng đầu tiên? Mình có thể search ở trên YouTube ạ. Có cái chương trình Điệu Thức Vàng Son thì mọi người có thể xem. Và đã thấy mọi người, rất là nhiều khán giả họ comment ở dưới. Và đó cũng là một trong những cái niềm động viên mà tôi cũng cảm thấy mình rất là vui. Và nếu mà có cơ hội thì sẽ lại tiếp tục sáng tạo. Thank you.
Là thời gian Covid vừa rồi mình cũng có không ít gặp khó khăn với cái việc bị gián đoạn trong cái phần biểu diễn của mình, nhưng mà thời gian tới thì hẳn là mình sẽ có nhiều cái kế hoạch cho cái công việc đang dang dở này đúng không ạ? Một cái sự giữ lửa đang còn phải tiếp tục, thì chị có thể nói một chút về những cái dự án sắp tới hoặc là những cái dự định sắp tới của mình trong thời gian tới như thế nào? Tức là trong một cái giai đoạn mà cách ly rồi khách du lịch không còn tới Việt Nam như trước đây, thì chúng tôi nhận thấy cuối cùng vẫn phải quay trở về với khán giả Việt. Và cái con đường tiếp theo chính là ý nghĩa của sau cái dịch Covid này. Chúng tôi bắt đầu tìm những cái tác phẩm mới và cũng đã tiếp cận rất nhiều những cái tác giả, những người tác giả mà thường hay sáng tác cho ca trù những cái bài thơ hát nói. Những cái tác phẩm này nó hơi đặc biệt bởi vì yêu cầu những cái người đó họ phải có cái hiểu biết về ca trù cũng như là về tiếng Hán Nôm, vì ca trù thường thường sử dụng chữ Hán rất là nhiều. Và như vậy thì nội hàm của bài thơ, của tác phẩm sẽ rất là sâu. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang và cũng đã làm rất là nhiều, đã thu gom được rất là nhiều những cái tác phẩm mà chúng tôi cho rằng đấy là những cái tác phẩm mà sẽ mang lại được những cái tinh thần, những cái sự an lành cũng như là những cái niềm vui trong cuộc sống, để giúp cho mọi người luôn luôn có được những cái thông điệp thông qua những cái tác phẩm đó và cảm thụ được cái nét đẹp của nghệ thuật ca trù. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi một khách mời của Chân Dung Nghệ Sĩ, chúng tôi đều cố gắng mang đến cho quý vị những chia sẻ cũng như là những điều mà chúng ta biết hơn về cái hay cái đẹp của bộ môn nghệ thuật đó, cũng như sự nhiệt huyết và lửa nghề luôn luôn ở trong tâm của những người làm nghề, những người đang gìn giữ bộ môn nghệ thuật dân tộc, đặc biệt là ngày hôm nay là môn ca trù. Và chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.
vầng rền sáng dáng tầng cao, thanh khiết bước trong tiếng đàn nhịp phách. Thần văn hương